Đổ đèo mới thấy cảnh này. Đèo quá dốc và phải đạp phanh liên tục, đến hết dốc thì cái phanh dĩa đã chuyển màu trắng sang đỏ rực, nóng đến mức bốc khói, nếu chạy tiếp thì phanh sẽ hư ngay. Hãy ngồi đợi cho phanh nó nguội thì mới đi tiếp được, và tuyệt đối không được dùng nước tưới lên, nóng lạnh gặp nhau sẽ khiến phanh bị vỡ ngay lập tức.